Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy có thể in những content nhãn dán ở những cái đơn hàng trên thương mại điện tử. Thì ví dụ như trên Shopee, Tiki hay là Lazada thì những content nó dán, người ta sẽ dán lên như thế này. Đây là bao gồm những vào bản đơn và những thông tin ở trên đó. Thì cái dòng máy em muốn giới thiệu với mọi người có thể in tốt được những content này đó là RIN 412 BAE. Đây. Thì thay vì các bạn có thể là cắt in ra rồi cắt dán nó rất mất thời gian, thì mình sử dụng cái dòng máy này mình có thể in ra rồi lột dán rất là tiện lợi. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì đây là dòng máy RIN 412 BAE mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì mọi người có thể là nhìn xung quanh ha, đây là cái dòng desktop nên thành ra là thiết kế của nó rất là gọn gàng, thành ra mình có thể đặt ở khắp mọi nơi mà nó tiết kiệm được cái không gian, cái diện tích làm việc của trên cái bàn làm việc của mình. Đây, cái màu sắc bên ngoài chủ đạo màu trắng và màu đen, nó cũng khá là nổi bật ha, rất là xinh đó, thiết kế khá là tinh tế nha mọi người. Phía bên trong đây là cái ô đựng giấy, thì mình có thể đựng chứa được quần giấy là 50m nha mọi người. Thế nên đây là phần phía trước này là cùng đầu in của máy. Thì đây là đầu in của máy, có đồ đồng đầu in đó là 4 in. Đây là dòng máy 412 BAE+, nên nó có độ phân giải đó là 300 dpi, thành ra là có độ sắc nét cao để in được những cái dòng chữ nhỏ cũng như là những cái mã vạch và những cái logo hoặc là những cái sắc nét, đây là sắc nét những số và chữ ha. Đây. Có máy có tốc độ in khá là nhanh, tốc độ in của nó là cao nhất đó là 4 in/1 giây, mình có thể thay đổi được cái tốc độ in này. Thì đây là nhìn, mọi người có thể nhìn bên ngoài của máy ha. Thì em cũng nói sơ qua về một số về cái cổng kết nối của máy. Đây mọi người có thể là nhìn được phía sau lưng ha. Cổng kết nối của máy thì phía bên này là jack cắm nguồn này, đây là cổng kết nối thông dụng, cổng USB, cổng RJ32, đặc biệt là máy có cổng LAN. Đối với dòng desktop mà có cổng LAN thì đây là một cái đặc điểm nổi bật của cái dòng máy RIN này. Thì nếu mà mình kết nối cổng LAN thì có thể là trong cái shop hoặc là trong cửa hàng của mình nhiều cái máy in, nhiều cái máy tính có thể là cùng in trên một cái máy in mà không phải phải cần một người nào đó mà phải phụ trách chính hay gì đó, mà tất cả mọi người có thể là in cái đơn hàng hoặc là in những cái thông tin của cái đơn hàng đó ra rất là tiện lợi. Đây, bây giờ em sẽ tiến hành cắm máy và kết nối lại nguồn. Em sẽ in thử cho mọi người xem được cái khả năng in ấn cũng như là độ sắc nét của dòng máy RIN 412 này. Đây thì máy mở lên xong cắm nguồn rồi bật máy lên khá là dễ dàng nha mọi người. Đây thì em sẽ in thử cho mọi người xem ha. Đây mọi người thấy, có thể thấy là in một con tem ra khá là nhanh đó, tốc độ in đó. Đây, những cái logo của Shopee hoặc là Lazada, Tiki gì đó, những cái tên những cái thương mại điện tử hoặc những cái đơn vị giao hàng như giao hàng tiết kiệm nhanh nhanh đó, khá là rõ nét. Mã vạch đơn này, mã vạch đơn 1D, có thể là mã vạch đơn QR code, những cái thông số trừ với lại tên này, thông số này rất là rõ nét ha. Thì cái cách in này của mình là mình có thể là đăng nhập vào trên cái gian hàng của mình trên Shopee và tiến hành in thẳng trực tiếp từ đó. Nếu như cái đơn hàng của bạn có nhiều đơn hàng thì nó sẽ in ra hàng loạt những cái con tem khác nhau, chứ không nhất thiết là in một con. Nếu đơn hàng có bao nhiêu thì nó sẽ tự động in bấy nhiêu con tem ra. Đây em sẽ in thử cho người xem. Với tốc độ in nhanh cũng như là cái độ sắc nét này thì đây là một cái dòng máy mình có thể là ứng dụng để in những tem nhãn trên những cái mặt hàng thương ngoài điện tử rất là tốt, cũng như là các shop có thể là ứng dụng rất là phù hợp để mình có thể là sử dụng. Em mọi người có thể xem những khả năng cũng như là tốc độ in của chiếc máy ha, rất là rõ ràng, sắc nét, rất là tiện lợi. Nên sau khi mình in xong thì công việc của mình khá là đơn giản, đó là mình lột này, lột con tem này ra này. Ví dụ như mình có một cái thùng hàng thì mình dán cái thùng hàng đó lên đây đó, rất là tiện lợi, chứ không cần phải in từ máy in văn phòng mà phải cắt ra từng cái để cho nó khớp hoặc khớp thì nó lại khá mất là thời gian và không chuyên nghiệp. Mọi người có thể thấy là lột dán rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp ha, tạo uy tín cho cái shop của mình luôn đó. Đây, lột dán này rất là tiện lợi ha, nó mình có thể lột dán ở bất kỳ đâu, dán rất là chắc ở trên này nha mọi người. Đây là cái dòng máy RIN 412 BAE+, ứng dụng của nó là mình phục vụ cho cái việc in những content nhãn do các shop ở ứng dụng trong các mặt hàng sử dụng trong thương mại điện tử. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng như đã in thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của dòng máy RIN 412 BAE+ này đối với những cái tem nhãn ứng dụng trong các cửa hàng và mặt hàng của thương mại điện tử. Thì mọi người có thể thấy là nó rất là hiệu quả cũng như là tiết kiệm của mình rất là nhiều thời gian cũng như là công sức và rất là chuyên nghiệp, rất xứng đáng để cho mình có thể là đầu tư để phục vụ cho cái công việc bán hàng của mình. Thì nếu mà người cần tư vấn hoặc là có thắc mắc, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mà Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimavat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể nhấn like và subscribe.
Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.